Hi, xin chào tất cả các bạn, chúng ta sẽ đã quay trở lại đây và hôm nay chúng ta cùng nhau tiếp tục học với pháp quen N4. Và trước khi vào lớp mới, chúng ta cùng nhau xem vào bức ảnh này. Cô nội em đi vào sát. Thôi các bạn nhìn vào bức ảnh này, bạn nam đang như thế nào ta? Đúng rồi, hai đang gõ cửa rất là nhiều lần nhưng mà sao chưa thấy hai anh mở cửa hết, đúng không các bạn? Thì các bạn đó là dựa vào cái hành động của mình là gì, gõ cửa là nhiều rồi ha nhưng mà sao vẫn không thấy ai ra mở cửa hết, thì bạn đó có một cái suy đoán là mình sẽ có một câu là tadaemo inai yo desu là hình như là không có ai cả, đúng không các bạn? Không có ai cả, không có ai ai mở cửa cho mình cả, đúng không? Đúng rồi ha. Thì chúng ta hôm nay sẽ học cái một câu là yo desu itesu ka. Rồi để hiểu rõ một câu yo desu này thì chúng ta cùng nhau đi qua tìm hiểu rõ hơn phần có chút itesu ka. Rồi cái một câu yo desu này thì chúng ta đi với futsuke. Và nếu là gì? Nếu là tính từ nguyên na thì chúng ta vẫn giữ nguyên na cộng cho yo desu, ví dụ như là genki na yo desu. Hoặc là nếu mà là danh từ thì chúng ta thêm no vào ha các bạn ha. Ví dụ như ame no yo desu thì chúng ta thêm no vào đằng sau cộng cho yo desu itesu ka. Thôi, ý nghĩa của mẫu câu yo desu này thì là hình như là, đúng không các bạn? Ví dụ như nãy mình có ví dụ là tadaemo inai yo desu là hình như là chẳng có ai cả. Thì cái này dựa vào cái kết quả là gì này các bạn? Đúng rồi, dựa vào kết quả cái bạn đó là gì, đang gõ cửa rất là nhiều lần rồi nhưng mà sao? Nhưng mà không có ai cả, thì bạn đó mới là suy đoán ha, là hình như là tadaemo inai yo desu, như là chẳng có ai cả, itesu ka. Rồi, cái cách dùng của mẫu câu chữ yo desu này là gì? Diễn đạt những suy luận, phán đoán trực quan dựa trên gì? Cảm giác và cảm nhận của bản thân, vì thế có thể không chính xác. Ví dụ như là sao? Hồi nãy mình có câu là chẳng có ai cả, nhưng mà lỡ họ bận việc trong nhà gì đó sao, hồi một lúc sau họ mới ai, đúng không các bạn? Thì cái đó là gì? Có thể là gì? Có thể không chính xác là các bạn ha, theo cảm nhận của cái bản thân người nói thôi, đúng không các bạn? Này, rồi để hiểu rõ hơn cái mẫu của chúng yo desu này thì chúng ta cùng nhau qua một câu ví dụ. Hay con nồi này thiệt là sắc. Thôi đây là ông của mình ha, ông của mình như thế nào? Đúng rồi, đang là hớt hải như thế nào ta? Không biết cái ví nó là sao ta, đúng không? Thì ông mình sẽ có một câu là saifu ga arimasen, otoshita yo desu. Rồi chết rồi, cái gì, cái ví đâu rồi, cái ví không có. Hình như là gì, hình như là bị hớt mất rồi, đúng không các bạn? Thì đó là một cái suy đoán của ông mình thôi ha, nhưng mà lỡ có thể là gì, ông quên ở tủ ở đâu đó nên là ông chỉ nói là gì, đang suy đoán là hình như là hớt rồi, đúng không các bạn? Rồi thì chúng ta sẽ có một câu là saifu ga arimasen, otoshita yo desu, ai desu ka. Rồi để hiểu rõ hơn nữa thì chúng ta cùng nhau đi qua phần luyện tập. Hãy sát xuất của điện sử mà cho. Hãy cùng một người tiếng nói sát. Rồi các bạn nam này đang nghe cái gì ta? Đúng rồi ha, đang nghe trong một cái nhà hàng. Thì có nhiều cái thứ tiếng các bạn nhìn thấy bên cạnh kìa. Puka puka, rồi dưng gì đó ha, to, john gì đó. Thì cái đó là tiếng gì? Đúng rồi, đó là tiếng Nhật, Nihongo desu ne. Thì chúng ta sẽ có một câu là gì ta? Đúng rồi, restaurant de Nihongo ga kikoemasu, Nihonjin ga imasu. Là bạn đó đang suy đoán gì? Bạn đó là đang nghe là gì ta? Đang nghe trong nhà hàng là nghe thấy tiếng Nhật. Nghe thấy tiếng Nhật nên là bạn đó suy đoán là gì? Hình như là có người Nhật, đúng không các bạn? Thì bạn này chỉ suy đoán thôi. Ví dụ như là ông chủ đó là người Tây Ban Nha nhưng mà ổng biết nói tiếng Nhật sao, đúng không các bạn? Thì đó cũng không phải là người Nhật. Các bạn ha, thì mình sẽ có một câu gì nè? Đúng rồi ha, thì mình sẽ có một câu là restaurant de Nihongo ga kikoemasu, Nihonjin ga iru yo desu. Này, mô trở lại cái lần sai. Nihonjin ga iru yo desu. Là hình như là có người Nhật. Hay desu ka? Các bạn đã dễ hiểu cái mẫu câu yo desu chưa? Đúng rồi ha, rất là dễ ha, kantan desu ne. Rồi, để hiểu rõ nữa thì chúng ta cùng nhau đi qua phần tập tiếp theo. Hay, chị lên chưa? Hay, mọi người mình tiếp tục ra. Rồi, đây là hai anh em ha, thì một em của cái bạn này thì đã sao vừa mới sanh nhưng mà bạn này không có biết chăm em bé cho lắm nên là thấy em khóc như vậy thì sao ta? Đúng rồi ha, thì bạn này tưởng là gì, em mình sao? Đúng rồi ha, hình như là em mình đang đói bụng, đúng không các bạn? Thì chúng ta sẽ có cái gì nào, các bạn nhìn vào ha. Akachan ga naite imasu, onaka ga
Sukimasta thì chúng ta để chuyển như thế nào ta? Sukimasta thì chúng ta chuyển thành đúng rồi, thì chúng ta sẽ có một câu là onaka ga suita yo desu. Hình như là đã đói bụng rồi đúng không? Hình như bé lẹ đã đói bụng rồi đúng không các bạn? Thì chúng ta sẽ có một câu là onaka ga suita yo desu. いいですか? はい、いいですね。はい、次の練習しましょう。はい、この方を読めてください。おー、レガハイドンヘイフィニャオハ。Thì cái âm này nhìn thấy các bạn công việc của mình như thế nào? Rất là đang rất là buồn ngủ và lơ là công việc, thì anh đó là suy nghĩ một có một cái suy nghĩ là gì? Hình như là gì? Hình như là anh ấy gì? Đã gì? Không ngủ cho lắm đúng không? Đã không ngủ cho lắm. Nhưng mà sao lỡ anh ấy bị bệnh hay là anh ấy uống thuốc và anh ấy buồn ngủ đúng không các bạn? Ví dụ như anh ấy vẫn ngủ được giấc nhưng mà anh ấy vẫn sao? Vẫn buồn ngủ hay gì đó. Thì cái này chỉ là suy đoán của người nói thôi đúng không các bạn? Thì chúng ta sẽ có một câu gì nào? Chúng mời chúng ta sẽ có một câu là kare wa amari nete nai yo desu. Thì hình như là anh ấy vậy, không ngủ cho lắm đúng không các bạn? Hay một chữ là tuyệt sai. Kare wa amari nete nai yo desu. Nete nai yo desu ne. Hay, いいですか? Nete nai yo desu. Hay, hình như là vậy, không ngủ cho lắm. Amari nete nai yo desu ne. Hay, いいですか? Hey, cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Và để củng cố cái mẫu cấu trúc này thì mình có để cái link bài tập ở phía dưới. Và nếu bạn nào đạt 100 điểm thì bạn đó sẽ được 1 điểm tích lũy. Và các bạn nếu có bất kỳ thắc mắc gì, các bạn hãy nhắn tin cho đội ngũ giáo viên của Điện Ngũ Hoa Sen. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Mata kudo negashimasu.